Hôm nay tôi có hẹn tới thăm nghệ sĩ Trang Thanh Lan, rất là nôn nóng. Hình như là cũng cả năm rồi đó tôi mới gặp lại nghệ sĩ Trang Thanh Lan, để coi thử coi chúng tôi nhớ nhau đến cỡ nào. Gặp rồi. Khỏe không chị? Quá khỏe. Lâu rồi mới gặp. Ngồi chơi. Trời ơi. Dạ, trời, tiếng kêu chị. Trời ơi, có Starbucks luôn hả? Có. Này gì vậy? Cái này là cà phê. Cái này là trà. Wow. Bộ chị, nhà chị không có biết pha cà phê hay sao? Ra mua, nó delivery cho mình mà cứ. Mình kêu nó delivery cho mình có cái cạc của nó đó. Oh wow, trời ơi, tiếng kêu chị. Vậy là hôm nay cái mùa dịch tới giờ là chị nằm nhà cứ deliver không? Đúng vậy. Rồi sinh hoạt chị đây làm sao? Sinh hoạt là coi như là nguyên một năm nay là chị không có làm TV. Chỉ có chiếu lại chương trình cũ thôi. Ủa, chương trình TV mà cũng không làm mới luôn hả? Tại vì người ta cấm tụ tập nhiều đó, với là tuổi mà hơi lớn là không dám tụ tập. Tại không dám cho quay sợ dễ lây nhiễm đó. Thành ra đài phải giữ cho những người lớn tuổi. Vậy là một năm nay là chị cứ ở nhà thôi. Dạ. Yeah. Rồi chị nhớ nghề không? Nhớ chứ. Không, chị có quay quảng cáo bảo hiểm sức khỏe cho mọi người đó, là có về đông y nữa. Thành ra chị... Oh wow, vậy là chị là thường trực làm quảng cáo đó luôn. Không, thì có quảng cáo mới là chị làm thôi. Oh wow, vậy cũng vui quá hả? Sắp sửa quay nữa. Mà mỗi khi quay quảng cáo gì nó có khác với lại mấy cái tình trạng mà chị quay kịch hay là quay video ca nhạc đó không? Nếu mà nói mỗi cái nó cực kiểu em ơi. Em thấy chị cái gì chị cũng làm được hết chứ mà cũng rất cực nữa hả? Chị mới đây là chị với em, giờ em cho khán giả biết là em với chị với Thành Lễ quay cái kịch Ông Táo Bà Táo đó là sao? Sướng hay là khổ? Tại nên em nghĩ đó là kịch thì mình chuẩn bị bài vở, kịch bản, rồi mình chuẩn bị áo, rồi mũ, rồi sau đó trang điểm make up, rồi chọn máy các kiểu thì nó cũng khó. Nhưng mà em nghĩ mấy cái quảng cáo thì nó chiếu lẹ lẹ mà, nó đâu có lâu gì đâu. Quảng cáo chỉ có 1 phút 20 giây thôi. Mà quay nguyên một ngày luôn, em nghĩ đi. Cũng y như cái kịch bản vậy thôi. Mình quay kịch bản rồi mình cũng phải thay 3-4 cái áo đủ kiểu hết để mình quay. Mà lấy có 1 phút mấy quay nguyên ngày. Mà bây giờ nếu mà cho chị hỏi chị là chị nhớ nghề thì chị nhớ gì nhất? Chị nhớ đóng kịch nhất hay là chị nhớ hát nhất? Cái gì cũng nhớ kịch, nhớ các bạn đóng kịch chung với mình. Nhớ những cái kịch bản, nhớ sân khấu, rồi nhớ hát, nhớ khán giả của mình nữa. Khi mình trở lại show, cái công việc đầu tiên chị làm là nên làm gì? Chị đóng kịch hay là chị hát? Thì chị muốn làm gì? Thì tùy theo, nếu mà ai mời đóng kịch thì chị đóng, mà ai mời hát thì chị hát. Hay là làm live show đi. Show chị làm rồi, năm trước nữa chị làm live show 50 năm với chị đó. Nhưng mà hy vọng là trong tương lai, nếu mà dịch giãn rồi mà khán giả có thể thoải mái đi chơi đó, rồi chị em, anh chị em nghệ sĩ mình cũng thoải mái đi hát thì chỉ có thể là mình làm một cái live show nữa. Em thấy là chị đi hát từ nhỏ. 16. Rồi chị quá nổi tiếng về hát, là hát nhạc tình ca, rồi hát nhạc rất là xì tinh, hát nhạc sung, rồi sau đó lại hát nhạc lính. Rồi chuyển qua đóng kịch thì đóng kịch cũng có những vai giang hồ, những vai rất là liến khỉ, rồi cũng có nhiều cái vai mà giữ hiền khác nhau. Em thấy chị nhiều màu, nếu mà làm cái live show của chị em nghĩ là chắc là nhiều người đón để mà coi lắm đó. Hy vọng vậy. Mà bây giờ nếu chị đầu tư vào live show á, thì nghe người ta hay nói cái câu là không ai dám làm gì thêm bởi vì sợ lỗ. Đúng. Cách đây khoảng chừng 15 năm về trước đi, thì mỗi cái live show của mình làm, mỗi chương trình mình làm Dạ Vũ này kia là ra mắt CD á, thì ít nhất cũng kiếm mấy chục ngàn. Còn bây giờ, thí dụ như là mình làm một cái CD tốn tiền, chưa ra CD là trên Facebook, YouTube nó đã có rồi. Thì cũng có nhiều trung tâm lớn, người ta khai thác qua cái chuyện YouTube thì người ta cũng có tiền. Chị nghĩ cái điểm đó chị nên đi không? Trước khi có dịch là chị có nghĩ tới. Có ý định rồi hả? Dạ, có nghĩ tới. Dạ. Tại sao? Thì tại chị thấy là mình nên có những cái sẵn tiểu phẩm gì, sản phẩm gì của mình, những cái gì kỷ niệm của mình trong đời, cuộc đời đi hát của mình á, mình phải bỏ lên để sau này mai hậu mấy con em mình nó còn biết, ôi đó là má tôi, bà nội ông cố gì đó là đó là ca sĩ này kia nổi tiếng lắm. Thì bao nhiêu năm sau, một thế hệ sau, một thế kỷ sau, hình ảnh mình vẫn còn đó, đúng không? Nếu mà như vậy thôi, bây giờ em thấy là cái gì nè, em cho góp ý đi. Bây giờ chị đừng có lấy là cái tên là channel hoặc là kênh như những người khác. Chị gọi là kho tàng của Trang Thanh Lan đi. Bởi vì theo cái ý của chị nói là chị muốn gom hết tất cả những bài của chị từng làm qua, những hình ảnh rồi ca nhạc của chị. Như vậy thì nó là một cái kho tàng rồi. Như em rất là mê chị từ hồi nhỏ là đã mê rồi. Và đến bây giờ khi mà chị chuyển qua kịch là em càng mê hơn.
Thì khi mà em cần coi chị giải trí hoặc là xem chị, muốn kết nối với chị là chỉ cần đi vào YouTube gõ cái tên Trang Thanh Lan là bắt đầu mình có thể kết nối. Mà làm nghĩ tới cái điều đó nó hơi khó không chị? Là bởi vì trong cuộc đời sự nghiệp làm nghệ thuật của chị bao nhiêu năm, chị làm rất là nhiều trung tâm khác nhau, nó có liên quan đến đề tác quyền. Có chứ. Nó khó khăn không? Chị đoán nó khó khăn không? Thời gian sau này là, mới thời gian sau này thôi, khoảng chừng mấy năm đổ lại đây thôi, thì tiền tác quyền á, có những cái trung tâm người ta mua độc quyền luôn, người ta không có cho mình hát. Khi mình hát mình phải trả tác quyền. Còn nếu mình lỡ mình hát mà mình không biết tác giả mình hát bài đó đó, thì bỏ lên YouTube á, thì người ta gỡ xuống. Dạ, đúng công rồi. Mình không? Mất công đúng rồi. Dạ, giống như là tiền mình mất mà mình tật không mang có... đó. Em chưa nói tật, em chưa nói là uổng cái bài mình thôi, là tiền mất thôi. Em thấy không, tốn biết bao nhiêu tiền mình làm rồi không có được gì hết thì thôi. Cái chuyện mà tác quyền mà nó cứ gây khó khăn như thế này thì chị nghĩ sao? Chị nghĩ nếu mà phải nới ra sao, chứ nếu mà siết quá thì cái người nhạc sĩ mình, gia đình người ta được một cái trung tâm đó mua đó, thì chỉ có trung tâm nó hưởng thôi, mà cũng không hưởng được gì. Tại vì đâu có ai mà hát mà trả tiền tác quyền bao giờ, trừ phi những cái trung tâm lớn người ta quay người ta trả tiền tác quyền. Cũng như làm cò con, giống như là hát cái tivi, hát một bài hai bài về trả tiền tác quyền tiền đâu. Nếu có nhiều ca sĩ hát tivi mà hát nhạc xuân nhạc gì hát free đó, chứ đâu phải là hát có tiền đâu. Rồi cái đó khó khăn lắm em ơi. Hy vọng là trong tương lai á, là những người mà muốn mua tác quyền á, phải nới ra. Tại vì nếu mà không có để cho phát triển ra cái bài hát của người đó, thì nhạc sĩ đó tự nhiên chìm dần vào quên lãng. Và cái thế hệ sau sẽ không còn biết nhạc của người Trần Thiện Thanh, đó là Hoàng Lý Thơ, là Trúc Phương. À, em á, là thuộc dạng là lôi choi. Tụi nó lớn. Khi mà em mà lớn lên trong cái dòng nhạc Việt đó, có rất là nhiều bài nhạc mà em tưởng đó là ca dao tục ngữ, hay là nó ở từ đâu trên trời rơi xuống sẵn rồi. Bởi vì nó đi vào trong cái những câu ru em còn nhỏ, rồi lớn lên một tí cái đã nghe ba má hát hò karaoke, lớn lên mình bắt chước mình hát theo, thì nó thông dụng đến nỗi mà em không để ý và không còn biết tác giả là ai luôn. Đó, chính xác. Đó là nhạc thôi, còn nếu mà kịch thì sao chị? Kịch thì phải có người viết kịch bản, thì đương nhiên là người ta nặng tim ốc người ta viết kịch bản thì mình phải gửi cái tiền thù lao cho người ta chứ. Cái đó gọi là tác quyền hả? Cái đó là tiền hay cũng tác quyền mua đó. Bài. Cái đó là nếu mà kịch là mình mua hẳn cái kịch đó luôn. Chứ đã bán cho em rồi, giờ chị diễn cái kịch đó thì không có gì lạ nữa hết á, thành ra độc quyền. Vậy thôi cái này cho em tò mò thêm tí đi. Độc quyền có nghĩa là bây giờ cho một cái thí dụ cho nó dễ hơn đi. Chị diễn một cái vai kịch này, gọi là cái kịch A đi. Rồi chị diễn trên sân khấu, rồi chị được quyền mang cái kịch đó ra sân khấu hoặc là đi khắp nơi để diễn chung với chị. Thì mỗi lần như vậy thì tác quyền như thế nào? Không, tức là mua độc quyền luôn đó, một lần thôi. Là chị có quyền sử dụng bất cứ nơi nào, miễn là không đưa cho người khác được. Đúng vậy, tức là không phải mình đưa mà tự nhiên người ta lấy của mình. Cũng có trường hợp đó nữa hả? Có khi mình coi một cái kịch bản đó, cái tự nhiên, ủa sao có cái kịch này một đoạn, kịch kia một đoạn. Thấy ngộ, mình hình như cái mấy này mình đã diễn qua. Ủa rồi. Đoạn là rap đó hả? Rap đó. Rồi nếu mà như vậy thì chị có làm gì không? Không, chứ làm gì giờ? Đâu có hẳn là của một cái kịch đó là tôi lấy nguyên cái nguyên tác đó đâu, mà để người ta chỉ ráp nói này kia thôi. Vậy là mình đánh tiếng, mình nói trắng đen cũng không được, nói chuyện tiền bạc cũng không được. Nói chung là về phía nhạc á, thì chị nghe đánh tiếng rồi, chị nghe là phải là tác quyền rồi, nhưng mà bên kịch thì chị chưa bao giờ. Tại vì đưa ra một cái kịch như là Hồng Đào, Quang Minh là kịch Những Mảnh Tình rồi cái gì Trăm Ngày Yêu gì đó, làm sao đem ra sân khấu được. Rồi bởi vì điểm đó là cái điểm mà người ta mới ăn cắp vài đoạn ngắn ngắn chút 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 rồi cái đó ráp thường lại quá, cái đó thường luôn á hả chị? Wow, có khi nhiều khi bản thân chị, nhiều khi chị đi show chị diễn hài chị cũng có lấy mỗi mấy câu của người ta, chứ đâu phải mình không có đâu. Để bù qua bù lại đúng không? Là bù qua bù lại chị cũng nói có ai? Nói là quýnh vô mặt. Ôi, chị tự nhiên vô cùng luôn á. Chị tự nhiên có bao giờ chị thổ lộ và chị khai không? Ví dụ gặp bạn diễn chị nói ê chị mới lấy cái đoạn này của em đó, chị có khai không, ra không, vậy không? Có khai, có nghĩa là mình lấy mình không cố tình nữa. Nhiều khi cái đối đáp với nhau á, tự nhiên lên sân khấu mình hứng mình nói cái câu đó, giống như mình hoặc thích. Là mình nghe nó quen tai. Mình thích cái thằng thí dụ như thằng nhỏ này, cô gái này, cô bé này nói cái câu đó vui vui, cái tự nhiên mình bỏ vô lòng, cái tự nhiên mình đột mà cái bằng mình cái bằng tự nhiên mình phát xuất ra cái câu nói đó, mình nói mình không có cố tình, không có cố tình nha. Cũng như là hú hồn, đại khái những cái câu bình thường vậy thôi, còn những cái đoạn nguyên đoạn kịch gì kia thì chị không có lấy. Là tại đó nó cố tình đó, cái đó là cố tình đó. Cố tình thì chị chưa lấy, chị chưa thử. Chưa. Chị dám thử không? Không. Hay là chị thích thử không? Không thích.
Tại sao vậy? Không thích, tại vì mình thích cái gì của mình. Có chị cũng có mấy lần đi show mà diễn hài với Kevin Hiệp, rồi hai chị em cũng ngồi viết, viết kịch 5-10 phút gì kia thôi. Rồi cái kia với Lê Tính thì hai chị em cũng ngồi viết, với Lê Quỳnh hai chị em cũng ngồi viết, viết một cái tay ghi bằng cái gì tiểu phẩm để mình đi diễn vậy thôi. Rồi chị cho nó ý kiến và nó cho chị, rồi về chị viết ra. Có hai màu khác nhau giữa cái kịch hải ngoại và kịch ở trong nước. Chị thấy nó có sự chênh lệch không? Quá chênh lệch. Thứ nhất, theo suy nghĩ của chị là ở Việt Nam các em nó không còn lo cơm áo gạo tiền, idea nó nhiều, nó giống như nó giỏi nữa. Thành phần là trường lớp không à. Các em ở Việt Nam sau này diễn kịch là trường lớp hết. Thành ra nó đã có cái vốn, đã có cái vốn căn bản về nghệ thuật rồi. Thành ra khi mà các em diễn thì thấy quá hay luôn. Xuất sắc. Nó xuất sắc luôn. Là các em chỉ có đầu óc của em chỉ để vô những cái kịch bản để mà các em chạy show thôi. Về đâu có phải là trả tiền nhà, tiền góp, tiền này, tiền nọ như bên Mỹ đâu. Còn bên Mỹ thì một số người, giống như chị thì chị may mắn là chị không có đi làm. Chị chỉ đi làm nghệ thuật, chị nào giờ chị làm nghệ thuật chứ chị chưa bao giờ chị làm, chị bấm thẻ, ăn lương gì của ai hết á. Nhưng mà có một số anh chị em nghệ sĩ qua đây khó khăn, tao phải có đi làm. Làm nghề là phải tay mặt, còn cái nghệ thuật là chỉ là tay trái thôi. Còn ở Việt Nam á, nghệ thuật tay mặt tay trái luôn, là họ không có cần phải là lo lắng gì hết. Ta chỉ để tâm vô, giống như nhạc sĩ Việt Nam vậy, ngồi quán cà phê cả ngày ngồi để mà lấy ý tưởng về viết nhạc. Nếu mà so ra như vậy đó là cái thị trường kịch của hải ngoại mình bị thiếu. Đúng. Hoặc là mình có cần làm gì để cho cái thị trường nó cân đối tí không? Cái đó là cái ngoài cái sức tưởng tượng của mình rồi. Mình giống như mình có lòng mà không có sức. Dĩ nhiên là mình mong muốn là ở bên hải ngoại mình thì giống như bên Việt Nam, thì những cái tác phẩm nghệ thuật hoặc là cái gì nó sẽ nhiều hơn như là bây giờ hiện tại thì bên hải ngoại này rất là hiếm kịch bản. Là do hiếm người viết. Hiếm người viết kịch bản. Có khi những cái tác phẩm mà chị tiểu phẩm mà chị diễn cũng là có người từ Việt Nam đem qua để mà viết cho chị. Nhờ người ta viết từ Việt Nam đem qua. Ở Việt Nam nó có nhiều lợi thế là bởi vì có rất là nhiều tài tử ở Việt Nam. Cái lối sinh hoạt đó. Lối sinh hoạt đó. Nó bình dân, rồi ra chợ thì có cái một cái chủ đề để chợ rồi. Ra ngoài tiệm uống tóc cũng có cái chủ đề của tiệm uống tóc rồi. Thật ra nó nhiều lắm. Rất là nhiều. Nó đa dạng lắm. Chị sống ở đây lâu năm vậy, nếu mà theo cái đà đó chị có nghĩ tới là phải về Việt Nam để mà sinh hoạt không? Không. Cũng giống như nhiều người khác, ta cũng hay thường đi đi về về. Chị thì chị không có muốn đi về Việt Nam diễn, tại vì nếu mà đi lâu á nhớ nhà em ơi. Là tại nhớ nhà thôi. Nhớ nhà, nhớ con, nhớ cháu. Là vì nhớ nhà thôi. Ừ. Cái lần mà chị cảm thấy chị ăn khách nhất. Thời vàng son mà cuối cùng ở Việt Nam chị là thời nào? Tới hồi nhỏ là 16 tuổi chị đã đi hát rồi, nhưng mà 16 tuổi là đi hát rồi. Tới năm chị 20 tuổi là chị lập gia đình quá sớm. Thành ra chị bị ngưng một thời gian khoảng... Tại do yêu đó. Cũng không phải yêu nữa, tại vì tuổi trẻ mà ngu xuẩn. Rồi bị điệp đứt quãng từ năm 75. Từ năm 73 cho tới 75 là chị ít có xuất hiện trên sân khấu. Chị còn đi hát phòng trà, các nơi phòng trà ở Sài Gòn thôi. Chứ lúc đó là cũng... chiến tranh nhiều á, má chị nhiều khi không cho đi tỉnh, đi show xa này kia sợ. Rồi tới năm 75 á là cũng bị coi như là đi bán chợ trời, chị bán thuốc tây. Năm đó là ủa, chị ra ngoài chợ trời vậy người ta có nhận dạng là ca sĩ Trang Thanh Lan đi bán chợ trời không? Biết chứ. Ồ vậy hả? Người ta nhận dạng luôn. Nhưng mà người ta thương những bác sĩ mà văn phòng bác sĩ hay ra kiếm mối, chị văn phòng bác sĩ thương mình á, cứ ra có thuốc nhiều người ta lấy hết á. Oh, wow. Yeah. Ở đâu bên này, ở bên Mỹ gửi thuốc tây về cho mình. Chị ở Việt Nam chị lãnh là chị ra ngoài chợ trời chị bán. Bán như là mối. Mối đó, ví dụ như em là bác sĩ A thì em dặn có penicillin đưa anh nha, rồi có là có kêu ổng là có amoxin hay là có phenagan, có cái gì đại khái là thuốc này thuốc nọ những bác sĩ ta cần á thì mình có mối. Đến khi bao lâu thì chị mới trở lại sân khấu? Sau 75 chị có đi hát tính vòng vòng mà hát nhạc của cách mạng đó, hát
bị chê lắm em ơi. Ồ, tại sao? Lúc đó là mình là ca sĩ cũ, người ta đã thấy ấn tượng ca sĩ cũ là giống như mình thắng mình thua đó mà đại khái vậy, thì đương nhiên là mình bị giống như không phải là ngược đãi, nhưng mà hình như là không có cảm tình lắm. Nhưng những cái bài hát của mình lên đó, mình hát mình cảm thấy mình hát được, mình nói hát vàng quá. Rồi đó là chỉ trích từ bộ đồ, từ cách ăn cách nói là vậy, chị cũng nản. Thì đây chị cũng nghĩ là gian nữa cũng khoảng mấy năm, khoảng chừng 2 năm. Cái sau đó là năm chị lập gia đình với Quang Bình đó, là lần thứ hai đó. Là năm 80. Năm 80 chị lập gia đình, cho tới năm 81, 82 là chị với Quang Bình trở ra song ca. Lúc đó hát nhạc gì? Hát nhạc cũng cách mạng luôn, nhạc của giải mà phóng. Nhạc hát nhạc sôi động. Có lúc sôi động, có lúc hát nhạc quê hương, có lúc hát nhạc tình. Nhưng mà chị Quang Bình là ăn khách nhất là mấy cái bài hát hài đó. Hát như dân câu, như rồi cô gái ba lan kiêu kỳ, rồi đó là những bài mà ca mà diễn đó là chị Quang Bình hát lúc đó là lúc nào cũng phải hát đôi. Hát đôi. Và nó là cái thời điểm mà cái thời điểm nổi tiếng nhất của chị chưa? Thăng hoa nhất của chị Văn Quang Bình là năm 1986 cho tới năm 1992. Là cái, điểm hot, cái điểm hot nhất của hai người. Chị với Quang Bình gọi là hiện tượng. Ở Việt Nam là hiện tượng. Cái hiện tượng là như thế nào? Hiện tượng thời đó nó như thế nào? Thời đó là giống như là mình không biết nói mình ta nói mình hiện tượng chứ mình không biết mình là hiện tượng gì nữa. Có nghĩa là mình đi đâu người ta cũng show nào cũng có mặt tụi chị á, một đêm chị chạy 5-6 chỗ luôn. Tại vì mình đang có tên tuổi mà, thành ra mình không phải là tới mà ngồi đợi hát. Dặn 8 giờ ở đây, 8 rưỡi kia, 9 giờ đại khái là hát từ đầu giờ cho tới cuối giờ là là có người săn đón đưa rước cho mình. 92 chị đã rời Việt Nam rồi. Thì đó năm 86 cho tới năm 92 đó là thời điểm đó vàng son nhất của chị. Hồi xưa nếu mà dùng cái chữ mà hot á, chị cho em tò mò là chị hát một đêm như vậy là kiếm được bao nhiêu tiền? Không nhớ em ơi, cái đó cách xê lúc đó bao nhiêu chị cũng không có nhớ nổi nữa. Mà đại khái là ở Việt Nam xe, chị có xe hơi, chị mà có nhà. Mà thời điểm đó là xe hơi, có nhà. Nhà, có xe hơi, có hai chiếc mô tô, một chiếc mô tô, một chiếc xe cream với một chiếc xe gì, thằng con vậy nó chạy chị cũng không biết cái xe gì nữa. Rồi nếu mà như vậy thì so với thời điểm này là chắc là triệu đô rồi. Nếu mà thời điểm này là nhiều, là phải nhiều tiền lắm. Bạc triệu đô la. Thế là nghe cái nghĩa hát là tối về là chị có bỏ bao thơ tiền không đếm, không có đếm nổi. Bỏ bao thơ khóa cũ là cất thôi. Rồi mình chảnh cho một tuần lễ xin nghỉ một ngày. Nghĩ mệt đó, tại vì hát nguyên một ngày, một tuần lễ 7 ngày mà quất liên tiếp một đêm 5-6 chỗ. Rồi chủ nhật là hát nhiều lắm, chủ nhật hát từ sáng cho tới tối luôn. Wow. Thì từ buổi sáng là hai suất ở rạp hát Hòa Bình rồi. Rồi buổi trưa là hát ở rạp Quốc Thái. Có khi như rạp Đại Đồng, những rạp Đông Vân này kia, đại khái là tổ chức là tụi chị đều có mặt hết trơn á. Rồi nói thôi bây giờ phải lấy ngày nghỉ để thứ năm đó là con gái chị nó thằng lớn thì nó đi học rồi, con gái thì nó còn nhỏ, thứ năm nó được nghỉ dưới tiểu học á, mẫu giáo gì nó không biết, thì lấy ngày thứ năm để đi chơi qua đây thì hát những cái nhạc chị thâu dĩa, chị với Quang Bình là thâu dĩa cho những cái trung tâm như là Người Đẹp Bình Dương, Lằng Văn, chị có thâu cho trung tâm Thúy Nga một cái CD, rồi Vắng Ngọc của anh Lê Bá Chi, nhiều trung tâm lắm. Sau khi năm 92 chị về Cali là chị khai thác là vấn đề làm album. Uh-huh. Rồi chị nhớ chị có bao nhiêu album không? Nhớ đâu cũng mười mấy hai chục cái thôi. Mười mấy hai chục cái sơ sơ là tới 100 mấy chục bài rồi. Yeah. Chị hát nhiều thể loại như vậy, nếu mà người ta hỏi Trang Thanh Lan thì chị định hình cái tên tuổi Trang Thanh Lan là ca sĩ hát nhạc loại gì? Chị thuộc loại tập lục em ơi, loại nào chị hát cũng được. Có nghĩa là chị hát bolero, hát nhạc tiền chiến, tiền chiến bolero, dân ca, dân ca, phòng cái gì cũng làm ráo. Có hát cái lương không? Qua đây mới hát cải lương. Ồ, em hỏi chơi mà có thiệt luôn hả? Qua đây chị hát được 4 tuần cải lương. Là cái gì chị cũng chị cũng thử. Rồi chị thích không? Thích. Ồ vậy hả, nếu mà giờ chị có thích. Người mà mời chị hát cải lương chị chịu không? Chị chịu, nhưng mà tại vì chị không có biết nhịp nhàng. Ủa là chị sao? Chị đâu có học nhịp cải lương đâu. Chị hát theo quán tính của chị là đờn chạy theo gần chết luôn. Chị hát mà cho đờn bơi đủ kiểu hết rồi, biết sao đó. Nhưng mà chị rất là thích. Chị thích. Thích là tại sao mà chị chuyển qua kịch? Chuyển qua kịch là nhờ trung tâm Thúy Nga. Lúc đó là chị là ca sĩ thôi. Hình như 1995-96 gì đó. Vở kịch đầu tiên của chị không phải là hài mà là Hoạn Thư Thúy Kiều.
Là chị đóng vai gì trong đó? Thì chắc chắn là Quảng Thư chứ không lẽ là ông Thúy Kiều. Thì ai biết được. Đâu có dịu dàng như Thúy Kiều. Rồi rồi cái từ đó là chị mê kịch hay là bị người ta... Chị thích đóng kịch. Chị là không bị ép, là chúng ta biết ra không ép chị. Chị thấy không thích lắm. Thúy Kiều Quảng Thư là cái kịch đầu tiên mà kịch của chú Lâm Phương, của anh Lâm Phương viết. Ca kịch đó, ca nhạc á, nhạc kịch đó, trong khi nhạc kịch đó, hay lắm, cái kịch đó rất là hay. Lời lẽ rồi những bài hát anh Lâm Phương viết quá hay luôn. Rồi cái sau đó đó mới là tới chuyện cấm đàn ông. Là chị với bà Ái Dân với Hồng Đào, ba bà nói xấu đàn ông không à, cấm đàn ông mà. Là kịch đó, kịch sân khấu, kịch hài đó, kịch gì mà tại sao là ba người này nói xấu đàn ông, là bởi vì ba người này rành đàn ông hay sao mà giỏi? Không phải, ba tính cách khác nhau. Còn đại khái là ba tính cách mà không bằng lòng ông chồng á, không biết nói gì. Chị là bà ế chồng, chị không có chồng. Để không có chồng làm sao biết nói đàn ông? Bởi vậy mới nói mà mơ mà bị tưởng. Bị bình thường. Hai bà kia thì ghét chồng, nói xấu chồng thiệt. Còn chị thấy tại vô ngồi đánh bài, đánh tứ sắc mà bắt đầu hai bà nó ôi thằng cha chồng tôi nó xì ke mà nó cứ tưởng xì qua mà anh Ngạn anh viết cái kịch đó rất là vui. Đó lần đầu tiên chị đóng hai kịch hài là cái kịch đó đó. Rồi khi rồi tự riết rồi chị bị ghiền luôn. Chị tại vì chị thích coi phim. Thành ra chị thích chị những cái nhân vật lắm. Đưa chị nhân vật nào chị cũng yêu hết á. Đưa chị cái kịch bản nào, cái vai nào chị cũng thích hết á. Nói về cách xe đó thì chị đi hát nhiều tiền hơn hay là đóng kịch nhiều tiền hơn? Hình như bằng nhau. Tại vì sau này á, người ta mời chị đi hát á, là mời đóng kịch luôn. Ủa? Dạ, vậy khi... trả tiền một gói luôn có... là hai môn. Dạ, dạ. Có khi mời đóng kịch không? Có khi mời vừa hát gì đóng kịch. Đi hát không ra đó, mình ra mình hát nhạc buồn mình muốn khóc luôn vậy đó, mà ở dưới cười. Ở dưới dịch cười cái sao vậy đó. Ủa chị sao em hát nhạc buồn em muốn khóc mà chị dòm em chị cười. Ủa chị hỏi khán giả hả? Rồi khán giả trả lời sao? Thấy mặt chị mắc cười. Không biết buồn là gì luôn. Thấy mặt chị mắc cười. Vậy chị nghĩ cái đó là khen hay chê? Phản ứng sao? Người ta thích mình á, người ta thương mình chứ. Thứ nhất là khán giả thương, thứ hai là tổ nghiệp cho. Nếu mà tổ nghiệp không cho mình thì khán giả đâu thương. Mà mình cũng không có tài cán gì hết trơn á. Thành ra chị tin ở tổ nghiệp có. Tổ nghiệp thương, tổ nghiệp đãi mình có. Cũng như là ở ngoài chị rất là bình thường. Chị cũng không thích nói chuyện nhiều mà chị không thích giỡn. Chị mà ở gặp ngoài á hả? Chị không thích nói giỡn chị hả? Gặp giống như bà chị em thân ở trong nhà đó mới giỡn. Mà mỗi lần chị nói là ai cũng cười đó. Chị nói chuyện là ai cũng cười đó. Tại câu nói chị hay là cái mặt của chị? Không biết, chắc cả ai. Lúc đó Hồng Đào đầu tiên là Hồng Đào nói bà Liễu. Hồng Đào kêu chị bà Liễu không à? Bà Liễu, tôi có cái kịch này, ông Ngạn anh viết cho tôi với bà Ái Dân đóng là chuyện cấm đàn ông á. Nói thôi, trời ơi, tao đâu biết đóng kịch hài đâu. Tôi thấy bà ngoài bà có duyên thế mộ mà nói chuyện, à, tôi thấy ngoài bà nói chuyện vô duyên thế mộ đi. Bà đóng kịch thì tôi thấy bà vô duyên lắm. Cái bắt đầu chị nhận lời cái kịch chuyện cấm đàn ông đó. Chứ sao cái ăn tập rồi ngon lắm, tập lần là đã bắt đầu ra sân khấu rồi phải không? Lúc đó chị bận cái quần tay á, mà chị rung mà cái ống quần nó giật 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 lên phía sau. Chị rung quá. Bước ra sân khấu, hai bà kia ra trước ngồi nói chuyện nói xấu này kia bắt đầu chị mới vô. Thì mà khi chị bước vô á mà hai bà kia không rung tí nào hết. Không. Chị không có rung đâu, mà chị rung mà tại lần đầu tiên chị ra chị đóng kịch hài mà. Nhưng mà cái vai nó quá khó đối với chị nữa. Cái xong cái chương trình nó rung bụp vậy em tay mà. Bước ra chị không có nhớ một chữ gì trong đầu em tin không? Không nhớ kịch bản luôn. Không nhớ mình phải mở miệng mình nói cái gì. Bộ không có tập trước hay sao? Tập cả tháng trời. Mà không nhớ một chữ diễn đó luôn. Cho anh Ngạn rồi coi hết trơn là diễn giống như để cho thử máy này kia rehearsal đó giữ ngon lành lắm. Tới hồi ra diễn thiệt cái rung. Cái không nhớ. Chứ cha bước ra cái Mạnh Đào nó hay lắm em ơi. Chị rất là phục Hồng Đào. Wow. Nó nhìn cái mặt chị nó biết chị đơ rồi. Rồi sao? Nó nhát. Nó nói thí dụ nó chêm cho một câu gì đó như là bà làm gì mà bận đồ gì. Đại khái là nói cho mình nhớ cho mình cái nhớ câu cái mình câu hay. Của mình Đào nó giỏi. Hùng Lê Hùng. Chị lần đầu tiên á chị gặp em á là ở chương trình của Quý tổ chức ở Sacramento đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Em là một MC đúng không? Đúng đúng rồi, đem là em. Đấy, ủa này đâu có lanh gì người ta cái sao? Trời ơi lanh là lanh sao chị? Dám đứng ra trên sân khấu mà làm MC một cái chương trình lớn đúng không? Mà nói năng lưu loát này kia đi đó. Ủa chị mới gặp em đầu tiên mà nó ủa nãy đâu mà nó giỏi vậy trời. Từ trên trời rơi xuống ở đâu vậy đó. Thì xong cái chị mới nói em tưởng là lúc đầu chị ấn tượng em là bởi vì cái tên hai cái chữ Hùng
hoặc là tại nhan sắc của em nó mặn mòi đẹp trai rồi hồng tự tin rồi cho hồi ở trời em tưởng là bị đắt xuống đẹp xuống hồng xuống lên cao quá xuống ok cái đó lên hơi cao hơi cao chứ nếu mà vậy là em thuộc dạng người xấu hay sao, có cần đi sửa sắc đẹp hay tu bổ gì không? Mày đâu dám nói nó sẽ bị quýnh không em thấy tùy theo. Nhưng mà chị hỏi em á, tại sao em để cái tóc này? Em để cái tóc đây là tại vì em nghĩ em cố tình muốn làm vướng mắt người người coi để người ta nhớ em. Vướng thiệt. Ồ vướng mắt chị rồi hả? Vướng thật hả? Tại nó tùm lum quá hay sao? Không biết sao, nhìn nó sao. Không nhưng mà hôm qua là chị nói là em để cái TikTok mà cột lên á, khi mà em cột thử chị cho thấy cái mặt em kêu mặt dễ thương. Ờ chứ không có ra lưu manh hả chị? Không, rất là dễ thương. Rất là dễ thương luôn, chị suối nha. Trẻ trong vậy nói thiệt đó. Cái câu chuyện mà em gặp chị ở trong một cái chương trình và em với chị đứng chung với cái sân khấu đó. Cái lúc đó đó trời em rất là thích tới làm quen và nói chuyện thân mật với chị lắm, là bởi vì nói thật sự là hồi nhỏ là em đã mê chị rồi. Mà em thích nhất là cái giọng hát của chị nó như thế nào đó, nó không giống người ta. Cái giọng của chị khi mà chị cất lên là ra chị hà. Vậy là chơi hay khen? Khen. Chê cũng không dám nói. Là khen. Rồi đã thích nhiêu đó là đợi nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái thật sự là thích thêm nữa đó là cái lúc mà chị chuyển qua hài. Mà em cực kỳ thích nhất là cái giọng của chị trong hài, nhất là cái giọng mà nó chanh chua. Chính chị còn sợ chị nữa mà. Ủa vậy? Nhiều lúc về nhà nghe cái tự giật mình luôn á. Chị đóng kịch hài đầu tiên nói em nghe cái kịch về dựng cắm đàn ông á. Về lấy có video ra rồi đem về coi phải không? Con gái chị nó khóc, trời ơi nó khóc như ông nội nó chết. Ủa tại sao? Ủa sao con khóc vậy? Má làm vậy rồi sao con dám ra được? Cho tao đi đóng hài mà mày ngồi mày khóc. Mắc cỡ, má làm gì kỳ quá. Ủa thiệt luôn hả? Thiệt luôn. Cho cái này mắc cười luôn đó. Thiệt. Rồi chị phải phản ứng sao? Con ơi cái này là kiếm tiền đó, kiếm tiền nuôi con, đóng tiền nhà, kiếm tiền cho con ăn học đó. Đâu, sao mà cái nghề của má mà sao con nói vậy? Cái sao nó lớn rồi nó biết. Mà lần đầu tiên bà coi kịch bà thấy hình dáng của má bà lại hát này cái ngỡ mà tùy mị lắm không? Có khi là nhạc trẻ nhảy nhót, có khi tùy mị, có khi hát nhạc dân ca với ba nó. Cái tự nhiên giờ nó ngồi nó sốc sướt mướt nó bỏ đi ra luôn. Cái nó, ủa sao vậy con gì vậy? Má làm vậy sao con dám ra được? Nghe chị kể những câu chuyện này em cũng thấy là em vui lây cho chị, ước mơ gì mà em cũng có thể được vui như vậy luôn á. Tại cuộc đời sự nghiệp của chị nó quá dày và nó qua rất là nhiều thời khắc khác nhau, làm việc chung biết bao nhiêu là người. Tự nhiên mình làm nghệ thuật 2 thế kỷ rồi đó. 2 thế kỷ là nghe cái chữ 2 thế kỷ là nhiều năm trời, chắc giống như ngàn năm vậy trời. Thì thế kỷ vừa rồi là thế kỷ 20 tới 21 đúng không? Nếu mà như vậy thì nếu mà như vậy thôi gọi chị là thuộc về là master hay là bà phù thủy được không? Hay thôi là... gọi từ Hy Thái Hậu đi. Hay, có thể gọi là bà phù thủy sân khấu được không? Là bởi vì cái 2 cái thế kỷ nó dày đến như vậy. Là cái độ dày của chị đến như vậy. Bây giờ cái đôi mắt của chị mà chị nhìn qua một cái sân khấu á, và chị nhìn vào cái sự nghiệp của chị, tên tuổi của chị còn thèm điều gì chị muốn làm thêm không? Bây giờ chị thấy chị là rất là mãn nguyện rồi. Chị rất là cảm ơn ơn trên đã cho chị một cái tài, cái kiểu này cái tài bằng tài trời cho chứ không phải có học hành gì đâu. Cái đâu có trường lớp gì đâu, hát cũng không ai dạy hát hết á, chỉ có chú Tùng Lâm đăng xê lên hát thôi. Giới thiệu Trang Thái Lan ra đứng hát thôi chứ chú Lâm cũng đâu có dạy. Hả? Nhạc lý là chú Lê Vinh dạy chị. Là chị đi tới nhà của ông học. Nhà chú Lê Vinh ngay đầu ngõ nhà chị. Ờ, nếu mà hồi xưa mà chú Lê Vinh không ở gần nhà chị chắc chị cũng đâu có chị học. Chị không học không nhạc lý luôn. Cái bài nào mà bài mà chị cảm thấy là ưng ý nhất? Chắc là nhiều bài ưng ý nói ra là khi mình hát mình đã ưng ý rồi. Đã hát là đã ưng ý. Nhưng như nghe bài... kịch chứ nhiều khi cái giai nào đó, hả đã là của mình là mình ưng ý à. Nhưng mà nhiều lúc mình hát thì mình cũng bị ép hát vì chương trình ép. Hát vì bài nhạc. Thí dụ cứ bị ép đi trung tâm yêu cầu hát bài đó, chị vẫn thích bài đó luôn. Ờ vậy hả? Vì chị là người dễ dãi gì đó hả? Yeah, trung tâm thường thường hát cho trung tâm mà quay. Chị trễ, chị kể cho em nghe cái điểm xấu chị điểm gì cả. Chị thì nhiều cái chuyện xấu lắm. Ôi yeah. một điểm xấu mà chị cảm thấy đó, nó thông dụng nhất của đời chị là điểm xấu gì? Điểm xấu thông dụng nhất là khi mà chị nhận ngoài vở kịch á, thì điểm xấu nhất là chị ghét ai giỡn xung quanh chị lắm. Là lúc tập hay sao? Chị tập kịch á, tập kịch là một. Với là lúc mà quay á là không có giỡn. Em nói em chắc em đã thấy chị rồi. Rồi, là đúng rồi. Là chị rất là tập trung. Tập trung. Có một người thằng Quang Minh nó vui lắm.
nó mà sắp sửa đóng kịch thôi nha, sắp sửa ra diễn á. Làm gì vậy? Nó bị vật. Nó bị rung, bị rung hả? Nó rung. Ôi, vậy hả? Chị nó minh chút ra á. Thôi bà đừng có nói gì hết, bà đừng có nói gì hết, để tôi tập trung. Là tập trung lại vậy đó. Chị hả? Làm thinh là chị không nói là hay lắm đó, thằng con kêu nó là nó chửi đó. Ôi, vậy con đào nó đấy. Nó tập bà đừng có hỏi nó chửi vậy. Đúng là khi mà phải công nhận là khi bước vô kịch á, khi mà bước ra mà đóng kịch đó, khó hơn hát nhiều em ơi. Tôi phải tập trung nhiều. Cái bài hát đó có thể em hát cả như chị hát 50 năm chị lại. Hát một bài đó chị hát cũng vẫn hát được như thường. Một cái nhớ bài kịch thêm những vở kịch mới. Đúng rồi. Phải học. Thì đó chị lúc mà giống như chị mà chị giỡn là chị quên hết. Chị mà giỡn thì chị quên hết luôn. Là tại vì cái ga của chị là chị tới bến cho nên chị mới hết chứ làm sao lạ vậy? Không phải, tại vì khi mà chị tập trung chị diễn á, khi mà ra mà em nói gì cái chị nói chút xíu chị nói cái nào chị quên kịch. Là quên kịch. Bởi chị biết cái tánh là tính xấu của chị nên chị rất cẩn thận. Đúng. Chứ không phải là vì cái điểm mà chị không phải chảnh hay là không phải nghiêm trang gì không có. Là giống do chị. Chị biết là khi ngày nào em gặp chị ở bên Sắc Lai Mento em cũng nghĩ chị vậy. Em nghĩ chị sao? Bà này chắc khó gần gũi. Cái này là chị nói chứ em không có nói gì hết trơn. Nó đúng rồi. Em cho em làm thinh được không? Câu hỏi khó trả lời. Nhưng mà đúng không? Cái bữa đó là em dòm chị đó. Là em đối với em là em không có chuẩn bị tâm lý kiểu như vậy. Là em cứ tưởng tượng chị là trời ơi chị là người kịch, là chị phải là nói chuyện rất là lì liều và cởi mở lắm đây. Mà khi mà em thấy chị trước khi lên sân khấu thì chị ngồi rất là nghiêm chỉnh và chị cứ thì thào. Ừ. Thì em không biết cái đó là học bùa hay là chị cầu nguyện hay cái gì mà chị cứ thì thào. Thì em thấy chị thì thào thì em cứ không có dám tới để đá động với chị thôi. Nhưng mà thì thào cái đó mấy là cái gì vậy đó, chị? Mấy câu thơ, mấy cái trong kịch đó. Là chị học bài đó. Học bài đó. Là ở nhà đã học rồi đó. Học nhuyễn rồi đó. Học nhuyễn rồi mà khi tới xong gặp khán giả nó khác em ơi. Là chị phải học liền tù tì đến như vậy luôn. Có nhiều người đó học kịch dữ lắm mà ra gặp khán giả giống chị lần đầu tiên chị diễn kịch cũng vậy. Thấy không, ra gặp khán giả là mình rung mình quên hết. Nhưng mà đó là lần đầu tiên, còn bây giờ là sao mấy chục năm rồi nó vẫn vậy hả? Bây giờ khán giả rung mình. Không biết bà này bà làm gì? Tại vì bà nhiều trò quá. Bà. Ồ vậy thôi, nếu mà gì kể cho em nghe có cái gì mà sân khấu mà lúc kịch mà nó vui không? Thí dụ như có ai mà sảng khoái quá mà giục chị cái hột xoàn hay là cho chị cọc tiền gì không? Không có. Ủa? Có chưa ai thương chị mà ra mặt kiểu như vậy hả? Em nói là thương thì sao? Thì thương trên sân khấu đó, nhiều người ta hay thương mình quá cái người ta giục cái hộp xoàn tặng mình. Trời, nếu không ta móc trong người, người ta cất tiền, người ta giục lên sân khấu, người ta tặng mình. Giục vô mặt cũng chịu chứ đừng nói có chưa? Nhưng mà chưa có ai thương mình đi kiểu đó trơn hả? Chưa. Giục cái hộp xoàn cảm thấy lớn vậy, giục vô mặt em đi. Ta chết với giục luôn cái cây tứ hộp xoàn. Chứ nếu mà tặng hộp xoàn giả thì đau em. Đau em lắm khán giả ơi. Có cái tình cảm nào mà khán giả mà tặng cho chị mà chị xúc động chưa? Có nhiều. Như sao? Nhiều. Ví dụ như là Tết đó, gửi bao thơ lì xì, một cái câu chúc Tết. Ủa khán giả mà cũng biết địa chỉ nhà chị gửi nữa, địa chỉ hả? Đài. Ờ địa chỉ đài. Đài. Rồi những cái cạc mà gửi về đài đó, có chị làm đài nào thì người ta gửi đài đó. Rồi có khi tặng những cái mỹ phẩm, những cái dễ tính lầm với mình. Sóc mình dễ thương lắm em ơi. Khán giả âm thầm gửi hoa tới. Mà không biết là ai, tới giờ chị cũng không biết là ai. Ồ vậy không, để tên không, để gì hết trơn không. Hả? Chúc Trang Thanh Lan vậy để đại khái là những câu chúc thì để đài. Có khi nào, có khi nào là những ông người yêu âm thầm chị không? Người ta khán giả rồi người ta yêu chị luôn. Thiếu gì nhiều. Ồ vậy hả? Thiếu nhiều. Nhiều lắm hả? Ừ. Nhiều, nhiều rồi chị phản ứng làm sao? Không, chị đóng cửa lâu rồi. Có nghĩa là ồ yêu tôi thì đứng ở ngoài chứ tôi không yêu lại vậy hả? Chị coi như là chị mười mấy năm nay chị sống mình à. Chị không muốn yêu nữa hả? Không. Ừ. Ủa sao lạ vậy? Hay là chị không biết yêu? Có lưới nói chị vô cảm. Vô cảm là do tại vì ăn nhiều cá hồi nên máu lạnh đó hả? Ăn nhiều cá hồi vô cảm. Mấy con mẹ liễu thì vô cảm. Vô cảm. Bạn ta cua hoài không được. Dạ. Quá gọi là vô cảm luôn. Vậy là lời đồn. Nhìn như lời đồn quá. Nói ngay mặt chị luôn. Ủa vậy hả? Nói ngay mặt chị luôn. Rồi chị phải ứng sao? Ồ cảm ơn hay sao? Ủa sao anh biết hả? Đúng rồi, tôi vô cảm. Sao anh biết tôi vô cảm? Tôi vô cảm lâu lắm rồi. Tôi không muốn yêu đương gì hết. Nhiều cái người mà để ý mình rất dễ thương.
Ai ăn hiếp chị cũng cho người ta hiếp luôn hả? Không. Không, ăn hiếp không được đâu. Khổ lắm mà. Em tưởng là ăn hiếp thì cũng cho ăn hiếp luôn chứ. Trời đất ơi. Không có chuyện mình đáng nói thì mình nói, không có chuyện mà... Đi chung show với chị đó, chị cứ nói em lanh mà lanh sao chị? Rồi em cũng không biết là em là người lanh hay không lanh nữa. Nói chung là khi mà đầu tiên nhìn em là thấy một người lanh lợi. Mà là tốt hay xấu? Duyên. Ồ vậy hả? Duyên. Vậy là tốt khen. Xấu cơ, em chị đâu có đụng chạm với em đâu cho biết em tốt hay xấu. Bây giờ em cho tiền chị biết em tốt liền à. Em không có tiền chị nói em xấu. Cảm ơn chị rất là nhiều đãi em ly cà phê. Rồi thôi, chúc em lúc nào cũng thành công. Thành công gì chị hả? Về mặt nào? Mặt sân khấu, về mặt nail. Rồi tiếng kêu chị. Rồi. Hy vọng là trong tương lai em được có may mắn gặp chị nhiều hơn nữa. Yeah. Và đặc biệt nhất là sức khỏe nhé chị nhé. Rồi, em qua đây em thăm em thấy chị cứ cười kiểu như vậy là em rất là vui lắm rồi. Trời ơi, chị cười như vậy là chứng tỏ là cái năng lượng chị vẫn còn. Bây giờ mà em nghĩ chị làm 2-3 cái live show vẫn còn sức. Cũng hy vọng tục, vậy đi. Tiếp tục làm live show. Rồi thôi em, chị chúc em về Chicago thượng lộ bình an ha. Dạ, tiếng kiều, tiếng kiều chị rất là nhiều. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Hùng Lê Hùng tới ghé thăm chị Trang Thanh Lan và được ly cà phê. Bye.